Vui được gặp lại quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tuổi Mùi là người luôn thể hiện năng lượng dồi dào, chịu đựng áp lực lớn, có sức bền cao dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Người tuổi Mùi rất thanh lịch, nhẹ nhàng và không ưa sóng gió cả trong và ngoài gia đình. Đặc biệt là họ luôn biết dung hòa các mối quan hệ, luôn để cho các mối quan hệ đó trong trạng thái tốt nhất. Trong năm 2020, vận trình tử vi của người tuổi Mùi rất thuận lợi, công danh bừng sáng, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền nhét chật kép. Song bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng nên đề phòng họa tiểu nhân luôn rình rập. 6 tháng đầu năm 2020, sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của người tuổi Mùi không có gì khởi sắc cho lắm. Nhưng trong 6 tháng cuối năm, tuổi Mùi sẽ có biến động khá lớn. Hãy cùng Phong Thủy Lộc Tài phân tích 6 tháng cuối năm 2020 của tuổi Mùi có thực sự đi lên hay không trong những giây tiếp theo. Nhưng trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị cũng đừng quên like và đăng ký kênh để có thể biết thêm được nhiều thông tin bổ ích khác tới từ Phong Thủy Lộc Tài. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết. Tổng quan tử vi tuổi Mùi năm 2020. Người tuổi Mùi gặp năm Canh Tý, thiên can Canh Kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý Thủy lộ xuất thiên tài và Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại, nên trong năm nay, người tuổi Mùi vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, khá thuận lợi trong việc buôn bán, kinh doanh, tài chính hoặc thủy lợi, nhà hàng. Thế nhưng vì năm nay là năm phạm cục diện hại tái tuế nên dù làm ăn khá nhưng vẫn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm, nếu không có sự đề phòng rất dễ gặp phải tổn hại do tai họa ngầm. Ngoài ra, thương quan chiếu mệnh còn đại diện cho những chuyện thị phi, rắc rối. Vì thế trong năm 2020, dù việc làm ăn, lợi lộc có sự phát triển nhất định nhưng người tuổi Mùi rất dễ gặp phải tai họa khôn lường. Thêm vào đó, thái tuế cũng khiến cho người tuổi Mùi phạm đào hoa, vì vậy bản mệnh cần phải chú ý biết giữ mình, tránh xa vào tử sắc, cho dù duyên khắc giới vượng nhưng cũng chưa chắc đây đã là một điều đáng mừng. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện rắc rối nếu quá chú tâm vào chuyện tình cảm. Chính vì vậy, trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ này với ai, con giáp này cần phải cẩn trọng hơn, có con mắt tinh đời hơn để phát hiện ra ai là kẻ tốt, ai là người xấu. Bản mệnh cũng cần phải chú ý đến chuyện kiện tụng thị phi trong năm 2020 này. Do ảnh hưởng của thái tuế mà người tuổi Mùi sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn, tốt nhất không nên quá tham lam, muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, nếu không rất dễ vướng vào chuyện kiện tụng. Về sự nghiệp, trong năm 2020, do ảnh hưởng của Tý Thủy lộ xuất thiên tài và cục diện tương hại, nên người tuổi Mùi thường rơi vào tình trạng nóng nảy, dễ bực bội, công việc không được thuận lợi, phải làm việc vất vả hơn mọi người. Tuy nhiên, điều an ủi là bản mệnh khá có duyên nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặp được cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, dưới tác động của thiên quan, bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình nóng nảy nên hay vướng phải chuyện thị phi hay nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên. Quan hệ với cấp trên không mấy hòa hợp, khiến cho thăng chức, tăng lương trở nên khá khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân mình. Về tài lộc, con đường tài lộc của người tuổi Mùi trong năm Canh Tý khá thuận lợi do có thiên tài chiếu mệnh, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc thực phẩm. Tuy nhiên, nếu bản mệnh biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy được mối làm ăn lớn, kiếm lợi nhiều mà đầu tư không suy nghĩ, bởi những quyết định nóng vội có thể sẽ dẫn tới những sai lầm không đáng có, thậm chí có thể khiến bạn rơi vào cảnh tiền mất tật mang, phá sản. Ngoài ra, trong đời sống hàng ngày, bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên tiêu tiền cho những việc không cần thiết, cho dù là khi tài chính dư giả cũng nên biết giữ mình. Về tình cảm, trong năm 2020, người tuổi Mùi dù là nam mạng hay nữ mạng đều khá vượng đường tình duyên. Nếu tham gia các hoạt động tập thể, giao lưu, bản mệnh có thể trở thành một người khá thu hút, có thể nhanh chóng gây dựng mối quan hệ thân thiết với những người khác giới. Những người còn độc thân cũng có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp với mình.
Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai mới là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Phái nữ nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy, bốc đồng, nói năng không suy nghĩ sẽ khiến đôi bên phải chịu tổn thương. Về sức khỏe, năm 2020, sức khỏe của người tuổi Mùi phải chịu nhiều tổn hại do có sao thương quan chiếu mệnh cũng như ảnh hưởng của cục diện Tý Mùi tương hại. Tý Thủy có sức ảnh hưởng lớn dễ khiến cho yếu tố hỏa của Mùi Thổ bị tổn hại. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không quá khả quan nên cần hạn chế uống rượu bia và các chất kích thích. Đề phòng bệnh cao huyết áp, các bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu cũng thường hay xuất hiện. Ngoài ra bản mệnh cũng rất dễ mắc các bệnh về cơ bắp, xương cốt. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ thêm về lộ trình 6 tháng cuối năm của tuổi Mùi trong năm 2020 để quý vị có thể theo dõi trong những tháng cuối năm, sự nghiệp, sức khỏe hay tình duyên của người tuổi Mùi có gì thay đổi lớn hay không. Thứ nhất là tháng 7 âm lịch. Bước vào thời điểm tháng 7 âm lịch, tài lộc của người tuổi Mùi không có nhiều biến động, vẫn giữ ở mức bình bình như tháng trước. Nhưng xét trên phương diện sự nghiệp thì có khá nhiều thay đổi tích cực. Bản mệnh duy trì được trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, tiếp tục phát triển theo đúng định hướng từ trước. Cho dù phải đối diện với áp lực công việc khá lớn, nhưng bản mệnh đã biết biến đây thành động lực để tiếp tục cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó và nhận được sự tin tưởng và công nhận của cấp trên. Về phương diện tài vận, nhiều khả năng bản mệnh sẽ phải chịu áp lực về kinh tế lớn. Vì thế bạn nên học cách biết tiết kiệm và sử dụng tiền bạc hợp lý, không nên tiêu tiền một cách mù quáng và lãng phí, đặc biệt là những người đã lập gia đình lại càng cần phải giữ vững lý trí hơn. Tháng 8 âm lịch. Phương diện sự nghiệp của những người tuổi này vẫn có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên phương diện tình cảm lại lên xuống thất thường. Trong công việc, có thể bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài thử thách hoặc nội dung về công việc mới, nhưng về tổng thể, bạn vẫn có thể tự dựa vào bản thân của mình để giải quyết và hoàn thành công việc. Những người làm trong lĩnh vực marketing, tài chính, bất động sản có thể đạt được những thành công đáng kể, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao có lợi, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu phai nhạt do bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, không chú ý đến gia đình và người yêu. Vì thế, bạn cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia nhiều hơn vì tình cảm vốn luôn quan trọng hơn tiền bạc. Tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 năm Canh Tý âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Mùi có dấu hiệu tốt đẹp trở lại. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe lại có nhiều điều đáng phải lưu tâm. Những người còn độc thân sẽ có một tháng khá đào hoa, bạn được nhiều đối tượng khác giới để ý, có thể dễ dàng tìm được người phù hợp với mình, ngay cả trong các tình huống giao tiếp thông thường. Bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc gây dựng mối quan hệ tình cảm nghiêm túc và chân thành. Về mặt sức khỏe, bản mệnh dễ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thất vọng hoặc buồn chán do phải chịu đựng nhiều áp lực trong công việc và phiền não trong cuộc sống. Khi rơi vào vấn đề này, bạn có thể thư giãn bằng cách cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tham gia du lịch, giao lưu để có thể có những suy nghĩ vui vẻ và tích cực hơn. Tháng 10 âm lịch. Người tuổi Mùi phải đối diện với nhiều rắc rối trong sự nghiệp vào tháng 10 âm lịch, tuy nhiên tài lộc lại không chịu ảnh hưởng xấu, thậm chí đạt mức ổn định và có dấu hiệu tăng nhẹ. Trong thời điểm này, bản mệnh không có nhiều hứng thú với công việc, thường có thái độ thờ ơ, thậm chí tắc trách với công việc mà cấp trên giao phó. Vì không có tinh thần tích cực nên hiệu quả công việc không cao, thành tích cũng chỉ ở mức tầm tầm. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý kiềm chế tính nóng nảy, không nên để xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, xung đột với cấp trên gây ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai. Mối quan hệ của bản mệnh với đồng nghiệp cũng không mấy tốt đẹp, đôi khi vướng phải những chuyện thị phi. Về tài lộc, may mắn mệnh chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận ít nhiều thông qua hoạt động đầu tư, tình hình tài chính khá khả quan. Tháng 11 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Mùi vẫn duy trì ở mức ổn định nếu so với tháng trước, còn tình hình sức khỏe thì cũng có dấu hiệu ổn định hơn. Với những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp, có thể tìm được những công việc, mục tiêu phù hợp với khả năng của bản thân dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè và người thân.
bạn có cơ hội gặt hái được những thành tích rất khả quan nhờ công việc này, vì thế hãy mạnh dạn tiến hành công việc theo kế hoạch đã đặt ra từ trước. Bản mệnh không gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên vì thời tiết đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt đối với cơ thể, khiến cho đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, vận thế của bản mệnh có những dấu hiệu khá tích cực, đặc biệt là hai phương diện sự nghiệp và tình cảm phát triển rất rực rỡ. Trong công việc, bạn có cơ hội khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, nhất là với những ai làm công việc marketing, bất động sản và tài chính. Bạn cũng không chỉ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý mà còn thu hút được sự chú ý của mọi người, giữ được trạng thái tinh thần tích cực khi hoạt động nhóm, nhận được nhiều sự biểu dương và khen ngợi từ cấp trên. Trong chuyện tình cảm, nếu cảm xúc của đôi bên đã đến độ chín muồi, đôi bên có thể cân nhắc tới việc đến với nhau cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những người đã lập gia đình sẽ giữ được bầu không khí hài hòa trong nhà, các thành viên biết quan tâm và suy nghĩ cho nhau. Quý vị thân mến, người tuổi Mùi trong năm nay sẽ có nhiều thuận lợi, tuy vậy vẫn có một ít khó khăn và thách thức. Cần phải thận trọng trong các mối quan hệ với người khác, kẻo bị kẻ tiểu nhân bôi xấu do ảnh hưởng của lục hại. Và đặc biệt cũng cần gìn giữ sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định vì bạn sẽ bị một số biến cố tiêu cực bất ngờ từ thiên ách và bạo bại. Chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Chúc tuổi Mùi năm 2020 có những bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp, tiền vào như nước, sức khỏe dồi dào. Quý vị cũng đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất của Phong Thủy Lộc Tài và cũng đừng bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.